công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ NE vừa chính thức ra mắt thương hiệu NE tại Việt Nam. Sự kiện nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của NE, một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc tóc với dây chuyền sản xuất hiện đại và kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp cho ngành chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ. NE đã nắm bắt xu hướng thị trường để tạo ra những dòng sản phẩm chất lượng phù hợp với tóc của người châu Á. Hiện tại thì công ty của chúng tôi đang cho sản xuất những dòng sản phẩm chăm sóc tóc hoàn toàn từ thiên nhiên, và trong tương lai chúng tôi muốn phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ Việt được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và nói không với hóa chất. Dịp này, thương hiệu mỹ phẩm NE cũng giới thiệu các dòng sản phẩm được chiết xuất từ bưởi và các thành phần tự nhiên, cung cấp dưỡng chất, phục hồi tóc hư, chống oxy hóa và tác động của môi trường.